Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tọa đàm tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động cho học sinh và sinh viên. Chương trình thu hút hơn 700 học sinh khối 12 trên địa bàn huyện Khoái Châu với những khách mời đến từ Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế VMAT. Chương trình đã mang đến nhiều thông tin hữu ích, tư vấn tập trung những vấn đề liên quan đến tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, tư vấn về việc chọn nghề và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, những vấn đề xu hướng liên quan đến thị trường lao động việc làm, đồng thời tư vấn tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giúp các học sinh cuối cấp có thêm cái nhìn rõ ràng hơn để lựa chọn đăng ký thi đại học.